Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động hầm lò xảy ra tại công ty Than Thống Nhất làm 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình thân nhân bị người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả. Công điện nêu rõ, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 năm 2024, tại công ty Than Thống Nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, đáng tiếc làm chết 4 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy khí mê tan. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn, chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, xử lý kịp thời. Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Thống Nhất đã thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Hiện sức khỏe của các nạn nhân bị thương đã cơ bản ổn định. Sau khi được đưa vào bệnh viện, các công nhân gặp nạn đã được cấp cứu, hồi sức tích cực. Qua kết quả ban đầu cho thấy chủ yếu là tổn thương phần mềm. Các bệnh nhân được đưa vào các khoa hồi sức, chấn thương. Vào trước rồi vào đứng hơi xong mình đi ra, quay ra lấy vật tư xong rồi đang đi ra ấy, lúc đấy thổi thì đằng sau nó nóng bừng lên, thấy gió nó thổi mạnh, lúc đấy nó hoang mang lắm, thấy nó mình mở mắt ra rồi thấy là mọi thứ nó ngổn ngang hết, xong mình bò cố gắng bò ra ngoài. Sẽ chú trọng hơn là tăng cường các cái biện pháp tuyên truyền để công nhân người lao động ý thức cao trong thực hiện cái an toàn người lao động để đảm bảo an toàn cho chính bản thân của mình. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu cho mỗi công nhân tử vong là 20 triệu đồng. Đối với mỗi người trong tỉnh, 18 triệu đồng đối với mỗi người ngoài tỉnh và 5 triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình công nhân tử vong là 20 triệu đồng. Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi gia đình có công nhân tử vong. Công ty Than Thống Nhất phối hợp với hỗ trợ gia đình các công nhân bị nạn để đưa họ về với gia đình, lo hậu sự chú đáo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng một người tử vong, 5 triệu đồng một người bị thương. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tổng 11 triệu đồng. Thưa quý vị, với 10 mặt được nổi bật trong quý 1 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng, với tinh thần 5 quyết tâm, 5 bảo đảm và 5 đẩy mạnh. Các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, kết quả tháng 3 tốt hơn tháng 1 và tháng 2. Tính chung quý 1, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Quý 1 năm 2024, nhìn chung, tốt hơn năm 2023. Tăng trưởng GDP quý 1 đạt 5,66%, cao hơn cùng kỳ từ năm 2020 và cao hơn kịch bản đề ra. Cả 3 khu vực đều phát triển tốt, nông nghiệp tăng 2,98%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, dịch vụ tăng 6,12%. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 đạt 65 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,6% so với tháng trước và 12% so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các đánh giá tại phiên họp. Thủ tướng nêu rõ, mặc dù kết quả đạt được là cơ bản, nhưng nước ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức. Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, các kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, các nghị quyết chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết, không lùi bước trước khó khăn, giữ vững bản lĩnh, kiên định mục tiêu đề ra, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực,
kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa trung ương và địa phương, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa sức mạnh doanh nghiệp trong nước, ngoài nước với sức mạnh của nhân dân. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cái tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó thì có các cái động lực truyền thống như là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hơn nữa cái động lực mới là tăng trưởng xanh, tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, rồi kinh tế xanh, kinh tế số, rồi kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Huy động mọi cái nguồn lực để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh, tạo cái công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, góp phần mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh ba cái đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi xây dựng cái hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Và trước mắt là tập trung cho chuẩn bị cái việc tài liệu, rồi các cái luật pháp, các cái chương trình kế hoạch. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và bổ sung, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Trong đó, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4 việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai, luật các tổ chức tín dụng, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, chuẩn bị tốt các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương với mốc thời hạn hoàn thành cụ thể.